Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa Ân Tâm. Hôm nay là thứ ba, ngày 3 và cũng rất đặc biệt thay, hôm nay chúng ta cũng có một buổi gặp gỡ với vị khách hàng thứ 813 trong series Thay răng sứ cũ, đổi răng sứ mới tiết kiệm đến 99,9% tại Nha Khoa Ân Tâm. Và không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ vị khách này và lắng nghe những chia sẻ từ chị ấy sau khi tham gia chương trình nhé. Chị Vi ơi, em nghĩ rằng là không chỉ riêng em mà cũng rất là nhiều vị khách hàng đang xem chương trình cũng rất là mong muốn được nghe cảm nhận của chị, những chia sẻ thực tế của chị sau khi mà mình tham gia chương trình Thay răng sứ cũ cùng với Nha Khoa chị. Thì hiện tại là em thấy rất là vui và hạnh phúc vì mình đã tìm được một cái nha khoa uy tín, tận tâm. Không biết là động lực nào giúp cho chị đến với Nha Khoa Ân Tâm và chị thay răng sứ tại Nha Khoa chị? Do là răng cũ của em, răng gốc á, là răng thưa, nên là hồi trước là em cũng có thay răng một lần rồi. Thì theo thời gian cũng hơn 10 năm thì cái răng nó lại bị thưa tiếp và nó hơi bị xám cái chân nú, nên là em quá mong muốn là đổi một cái hàm răng mới đẹp hơn. Thì tình cờ là bạn em cũng đã làm ở Nha Khoa Ân Tâm rồi và được bạn giới thiệu qua đây. Thì bạn kêu là làm bên đây rất là đẹp, uy tín, và đang có chương trình đổi răng sứ cũ thay răng sứ mới tiết kiệm đến 99,9%, nên là em cũng muốn tham gia chương trình này. Nha Khoa Ân Tâm vừa thay cho chị Vi qua răng tàn sứ xê công mới, thì chị Vi có so sánh gì đối với răng sứ mới chị đang sử dụng với lại răng sứ cũ trước kia không ạ? Trước kia mình sử dụng răng sứ kim loại thì một thời gian 10 năm thì răng nó sẽ bị oxy hóa, cái viền nướu nó đổ sang màu xám. Thì sau khi thay cái răng mới này, mình thấy răng mới rất là mỏng, thanh mảnh, tự nhiên, và cái viền nướu của mình đã bị hết xám rồi. Sau khi chị Vi đã trải nghiệm dịch vụ thay răng sứ tại Nha Khoa này, thì không biết là chị Vi có thể chia sẻ trải nghiệm của mình sau khi mà mình sử dụng dịch vụ tại Nha Khoa được không? Trong quá trình làm á, thì em thấy bác làm cho em rất là nhanh, gọn. Em thấy rất là thích như vậy, và làm rất là nhẹ nhàng, không có thấy đau hay là có một vấn đề gì hết. Và trong vòng 3 ngày thôi là em đã có một cái răng sứ mới rồi, một cái hàm răng mới rất là đẹp. Và em thấy cái dịch vụ bên đây từ bạn nhân viên lễ tân cho tới bác hoặc là bạn phụ đều là rất ok. Em nghĩ là em sẽ cho Nha Khoa là tầm 10 trên 10. Cá nhân chị Vi sau khi tham gia chương trình thay răng sứ thì chị Vi cảm thấy rằng là mình nhận được những gì sau khi mà mình quyết định đến với Nha Khoa Ân Tâm ạ? Dạ, điều đầu tiên thì em thấy là đúng với như chương trình, đây là em thật sự là không tốn bất kỳ một chi phí nào. Và cái thứ hai nữa thì em thấy về bảo hành á, thì nó cũng giống như những khách hàng khác, và những cái phong cách phục vụ của nhân viên á, thì em thấy rất là hòa đồng, vui vẻ với mình, và cũng không có một cái sự phân biệt nào hết ạ. Mỗi khách hàng đến với Nha Khoa Ân Tâm đều sẽ có những thông điệp riêng và những cảm xúc riêng muốn gửi đến những vị khách hàng đang xem chương trình. Thì không biết là chị Vi có lời nào muốn gửi đến mọi người không ạ? Mình là khách hàng thực tế đã tham gia chương trình này. Mình thấy chương trình này rất có ý nghĩa và mang lại nhiều giá trị cho mình. Đặc biệt là tiết kiệm chi phí rất là nhiều, đến 99,9%. Mình cũng hy vọng rằng khi xem video của mình thì các bạn sẽ có thêm niềm tin và động lực để tới Nha Khoa Ân Tâm tham khảo, tư vấn và sau đó là đưa ra quyết định của mình. Cảm ơn chị Vi đã dành thời gian tham gia buổi trò chuyện cũng như chia sẻ những cảm nhận của chị về chương trình thay răng sứ cũ đổi răng sứ mới mà Nha Khoa Ân Tâm đang thực hiện. Sau khi đón nhận thông điệp từ chị Vi, Nha Khoa Ân Tâm hy vọng rằng quý khách có thể hiểu hơn về dự án ý nghĩa và những giá trị Ân Tâm mang lại. Chúng tôi mong rằng trong tương lai sẽ được trao cơ hội đổi mới nụ cười cho nhiều vị khách hàng hơn nữa, đặc biệt là những vị khách hàng đang mang răng sứ cũ và tự ti về nụ cười của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những số quay tiếp theo.